Xin chào cả nhà nha. Hiện tại thì Diễm vừa mới lên tới cửa hàng luôn các bạn. Trên tay vẫn còn đang cầm ly cà phê này. Tại vì cũng giống như là mình hay chia sẻ là buổi sáng thì lúc nào là Diễm cũng đi uống, phải uống một ly cà phê để tỉnh táo. Bây giờ thì lên để soạn hàng. Với lại cái quan trọng hơn hết là ngày hôm nay sẽ mời các bạn cùng đập hộp một cái thùng sầu riêng này. Đó, thì bữa giờ thì mình thấy mọi người hay nhắc về sầu riêng Musakin, là loại sầu riêng mà có giá hiện tại là được biết là đắt nhất. Đó, mà cái cơm của nó rất là vàng với lại là ngon, nên là Diễm vừa mới đặt một thùng ở đây. Thì có Musakin này, có Thái Dona này. Đó, đặt về đây để cùng đập hộp chia sẻ với các bạn luôn. Đó các bạn, là cái thùng này tổng cộng là có bao nhiêu trái. Tèn tèn. Đây, thơm quá các bạn ơi. Nếu mà Diễm không nhầm thì đây là giống sầu Musakin này. Này các bạn nghe thử. Thơm chín rồi các bạn ạ. Cái giống này thì Diễm nhìn về màu sắc nha, thì mình thấy là cái màu nó dù chín rồi nha, nhưng mà cái màu nó khá là xanh theo kiểu là xanh đậm á các bạn. Xong rồi từng gai của nó thì này là khá là nhọn này, và nó cảm giác là nó chưa có bung ra hết nha. Đây này, giữa các gai này nó khá là gần nhau này. Đó. Nhưng mà được cái là cái chỗ cái đít này của nó bằng luôn này. Đó. Cái này Diễm nghĩ là sẽ rất là dễ tách luôn. Nhìn khá là lạ. Diễm chưa có vào cái vườn nào mà trồng Musakin cả các bạn. Thì bữa giờ thấy mọi người nhắc rất là nhiều, nên là mình bản thân mình cũng rất là tò mò. Thì Diễm đặt mua cái loại sầu Musakin này thì giá mà nguyên trái thế này nha là 195.000 một ký. Đó. Thì Diễm mua là 4 trái Musakin, 4 trái Thái Dona. Đây, cùng để đây cho các bạn xem luôn nha. Tại vì đây, một trái Musakin này đây nữa này. Mà mình ăn sầu á, mình thích cái size nó vừa vừa vậy các bạn ạ. To quá cảm giác cũng sẽ không ngon. Đấy. Đâu, đây. Đây là 4 trái này. Đó, còn cái này là sầu, còn lại là sầu Dona. Đây. Lấy ở đây nha. Cái sầu Thái Dona này thì Diễm mua mà nguyên trái thì để Diễm chờ một tí Diễm sẽ coi lại cái giá mà sầu Thái này bao nhiêu. Cái Thái Dona các bạn thì cái muối của nó rất là dễ thương luôn. Đó, các bạn thấy là mình mua sầu riêng này giống như là giờ đặt một cái quầy ở trước cửa hàng nữa là y như bán sầu riêng luôn các bạn. Đó. Bao nhiêu đây thì mọi người mình sẽ tách ra. Cái này thì mấy bạn biết là tại sao mà Diễm mua nhiều vậy không? Thứ nhất á, là mình mua về là mẹ chồng mình cũng thích ăn sầu riêng này, mẹ ruột của Phan Diễm cũng thích ăn sầu riêng này. Thì mình sẽ hồi mình tách ra, xong mình cho mình cũng sẽ gửi về quê này, xong rồi mình đưa cho mẹ chồng mình, xong rồi còn lại thì để cửa hàng để anh em ăn. Mà bản thân Diễm với là anh Dũng thì có một cái sở thích là mình thấy cái gì ngon á, mình rất là muốn mua về luôn để cho mọi người cùng thưởng thức. Nhưng mà có cái quan trọng là một hồi tách ra để xem cái chất lượng bên trong thế nào. Để Diễm sẽ coi lại cái giá nha. Ở đây là Diễm mua cái sầu Thái Dona này là 145.000 một ký. Còn Musakin thì là 195.000. Thì bây giờ mình sẽ soạn sẵn này. Hàng này cũng vừa mới tới nên là Diễm lấy ra, Diễm coi thử được bao nhiêu trái. Thì một tí nữa mình sẽ soạn dao, mình sẽ tách ra để các bạn cùng coi thử xem cái chất lượng sầu này nó mắc tiền nhưng mà nó có ngon hay không nha. Còn đây, bên này thì cái thùng hàng này cũng vừa mới lên, đó là các bạn biết là cái gì không? Cái này là cái dao ngồi xong bỏ cái dao mất tiêu rồi. Sao tí có ăn sầu riêng không? Sao lại nằm đây? Ôi là trời ơi ạ. Chỗ người ta đang quay phim mà lại nằm như đúng rồi vậy. Tí ơi,
Tí ơi, các bạn thấy đáng yêu không? Đấy. Hình phạt cho Tí là để một trái sầu riêng lên mình. Tí ơi. Ý. Đây, cái thùng này á là đũa các bạn ạ, đũa dừa. Thì bên mình là cứ đũa dừa là lên liên tục luôn để tặng kèm với cái cụ hũ dừa á. Thì bên mình là chương trình còn áp dụng đến tháng 6. Đó, các bạn thấy là đũa dừa cao cấp Bến Tre. Thì cứ bạn các bạn mà mua một ký cụ hũ dừa á, thì Phan Diễm sẽ tặng một hũ chẩm chéo này, hoặc là một hộp bánh phồng tôm, hoặc là một lọ đường thốt nốt. Nhưng mà bây giờ các bạn biết sao không? Diễm cho các bạn xem một cái tin nhắn mới đây luôn này, là Diễm đang vừa anh Bốn vừa mới đi giao 2 ký ở Gò Vấp á, thì xém một tí nữa là khách Diễm mua phải cái trang giả mạo rồi. Đây. Đây chị vẫn nhắn là cái trang này, đặc sản của hũ dừa sấy khô Phan Diễm. Đây, các bạn thấy này, nó đặt cái, nó tạo một cái trang website này, khách Diễm nhắn tin nó báo giá này kia này, khách đang định mua 3 ký thì nó bảo là mua 3 ký thì khuyến mãi, xong rồi đâu đây, tặng chẩm chéo và tỏi Lý Sơn luôn này, các bạn thấy không? Đó, nói chung là nhiều khi mình rất là tức mình luôn á các bạn. Đây, Diễm sẽ để đây. Nhiều khi á, các bạn biết là cái hàng mình bán thì thực sự là nó không có lời nhiều, nó quan trọng là nhờ số lượng nhiều. Nhưng mà vì á, là bây giờ hàng giả rất là nhiều, họ bán trên cái uy tín, cái tên thương hiệu của mình ấy, cho nên là Diễm vẫn phải duy trì cái chương trình khuyến mãi như thế này, để mà ai mua hàng thì có nhiều sự lựa chọn. Và những cái trang hàng giả thì đôi khi là họ cũng sẽ không có có nhận được những cái sản phẩm mà mình tặng thế này. Đây, ví dụ như mà các bạn mua cổ hũ dừa của Phan Diễm nha, thì các bạn sẽ nhận được một trong ba món quà này. Nhưng mà riêng với cái bánh phồng tôm của Ánh Cua thì là do cái bao bì này nó khá là tốn kém, cho nên là mình không có đặt riêng cái số điện thoại của mình được. Nhưng mà riêng với bánh chẩm chéo và bánh phồng tôm thì không in được số điện thoại này, do là có cái hộp. Còn cái chẩm chéo và cái đường thốt nốt ấy, thì nó đều có số điện thoại của Phan Diễm. Ví dụ như cái chẩm chéo này, các bạn thấy là Diễm đặt hàng riêng bên anh Hải luôn nha. Đó là cái in cái số điện thoại này cũng như là trang website của Diễm. Đó, các bạn thấy là cái số là 0981 128 578 này. Rồi bên này là cái website này, phandiemvlog.vn này. Đó, thì có nghĩa là các bạn mà mua hàng bên Diễm mà được tặng chẩm chéo thì trên nắp chẩm chéo này vẫn là số của Diễm. Và hay là cả cái đường thốt nốt của Song Hỷ cũng vậy. Đó, thì số điện thoại Song Hỷ là cũng sẽ là của số ghi số của Diễm luôn, để mình sẽ dễ xác nhận trong việc là có đúng hàng của mình hay không. Cho nên các bạn thấy là bây giờ những cái trang bán hàng giả thường thì họ sẽ lấy được cái chẩm chéo, họ mua sỉ cái chẩm chéo bên anh Hải để họ tặng thôi, còn những cái sản phẩm khác là họ không có được. Cho nên là Diễm nói là đôi khi là cái cuộc gọi nó cũng không có mất nhiều thời gian, hoặc là các bạn nếu mà ngại gọi điện thoại thì các bạn chỉ cần nhắn tin vào Zalo thôi. Tại vì Zalo theo số điện thoại là không làm giả được nha các bạn. Chỉ một số, nó chỉ ra được một tài khoản Zalo thôi. Cho nên là các bạn mà gọi điện thoại cho Diễm hoặc là cứ nhắn tin vào cái Zalo là 0981 128 578. Tại vì nhiều khi mỗi ngày các bạn rất là bức xúc khi mà khách họ mua phải cái hàng giả mạo này, hàng kém chất lượng, già sơ không ăn được. Thế người ta quay lại người ta phản hồi với mình mà nó không, có nghĩa là cái tâm lý là các bạn biết là mình bỏ tiền ra để ủng hộ cho một người mà mình yêu quý, xong mà mình mua phải cái trang giả thì ngay cả Diễm cũng tức. Mà các bạn Diễm nghĩ cũng rất là sẽ rất là buồn. Cho nên hy vọng là mọi người nếu mà có cần mua hàng gì thì cứ gọi đúng số của Diễm giùm Diễm. Đấy, và bây giờ thì một trong ba sản phẩm này thì các bạn sẽ được lựa chọn nha. Ai thích ăn cay thì có thể lấy chẩm chéo nè. Ai mà thích đường thốt nốt thì có thể là lấy đường thốt nốt. Hoặc là đơn giản là mình sẽ lấy bánh phồng tôm để mình làm gỏi của hũ dừa. Và khi mà các bạn lựa chọn trong ba sản phẩm này xong á, thì Diễm sẽ tặng cho các bạn thêm 10 đôi đũa dừa này nữa. Đó, các bạn thấy là mình cũng rất là tâm huyết. Thì cái đũa dừa này á, là được mình được chị Thắm, chị hỗ trợ nha các bạn. Chị Thắm và chị sẽ chuẩn bị cho Diễm cái phần đũa dừa này. Bây giờ thì trước khi mà mình khui sầu riêng ra thì Diễm sẽ soạn hàng để anh Hùng chuẩn bị qua đi lấy đơn các bạn ạ. Bây giờ thật sự luôn là mình nói không chỉ đơn giản là của Diễm không, mà Diễm nghĩ là các bạn mua bất kỳ một cái hàng nào nha, thì mình nên gọi đúng vào số điện thoại. Và cái kinh nghiệm của Diễm là có đúng trang thật hay trang giả hay không, là với một trang thật ấy, lúc nào người ta cũng sẽ có đầy đủ thông tin. Thứ nhất, địa chỉ.
thứ hai là số điện thoại, và thứ ba nữa là cái lượt theo dõi sẽ cơ bản là sẽ cao hơn những cái trang giả. Các bạn chỉ cần để ý một tí là Diễm sẽ thấy là các bạn sẽ nhận ra được trang nào là trang thật, trang giả thôi. Đây, bây giờ mình sẽ soạn hàng. Đây, cái đơn mà Diễm nói là vừa mới mua, phải nhắm chút xíu nó mua hàng giả, thì anh Bốn là vừa mới đi giao lại rồi đấy. Còn cái này là 2 kg dừa, 1 chấm chéo, 1 bánh. Còn dừa các bạn thì hàng bên Diễm này, các bạn coi này, như gói này là gói 500g này. Nè các bạn thấy không, đóng gói hút chân không rất là cẩn thận luôn này. Trên tem là số điện thoại của Diễm to chà bá lửa luôn này. Đó. Này khách lấy 2 kg. Ký này là khách lấy 1 chấm chéo, 1 bánh nè. Anh ơi, em đưa anh chị dùng khoảng 10 hộp bánh nhỏ đó các anh. 1 chấm chéo, 1 bánh. Và khách mua 2 ký thì Diễm sẽ tặng 2 bó đũa thế này, là 20 đôi đũa. Đây, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Đó, 2 bó thế này là 20 đôi. Em cứ đặt ra đi. Này nó giọng hơi khàn các bạn. Con này là 1 kg dừa, 1 chấm chéo. À lấy cho chị 1 kg nấm luôn. Đấy, túi mà giao hàng tại Sài Gòn á thì vẫn là có số điện thoại này kia đầy đủ nha các bạn. Ký dừa, màu chấm chéo. Ký nấm. Nấm hương này của bếp trên bảng thì 360 một ký nha các bạn. Và vì hàng của Diễm thì phần lớn là rất là nhiều khách đi nước ngoài, cho nên nấm hương bên Diễm sẽ hút chân không sẵn như thế này. Và tại cửa hàng thì thi thoảng vẫn có những cái túi không hút chân không, thì tùy theo cái nhu cầu của các bạn thôi. Đây, 1 kg nấm. Đây có khách này, như các bạn thấy là Diễm có những đơn hàng á, là khách mua 10 kg của hũ dừa là bình thường nha các bạn. Mua 10, 15 kg thì trong còn cái chương trình khuyến mãi này á, thì mọi người cứ mua thì sẽ được quà tặng. Ví dụ như là các bạn mua 10 kg này thì có khách này của Diễm mua 10 kg là tặng 10 hộp bánh. Mà hộp bánh này bán lẻ ra các bạn biết là 100 ngàn một hộp rồi. Thì coi như là các bạn, nếu mà các bạn mua 10 kg thì Diễm coi như là đã khuyến mãi cho các bạn là 1 triệu bạc, 1 triệu đồng rồi. Đó. Đây, Diễm có khách là lấy 10 kg thì trong đó 5 kg là size 500g, 5 kg là size 250 này. Anh Hùng chờ em tí nha. Ký này, ký rưỡi, 2 kg. Cứ mỗi một túi 5 kg thì mình sẽ để 5 bánh 5 đũa này. 1, 2, 3, 4, 5. Giao hết đơn này xong rồi về ăn sầu riêng anh Hồng ạ. 5 kg size 250.
nửa ký nè, 1 ký, 1 ký rưỡi, 2 ký, 2 ký rưỡi, 3 ký, 3 ký rưỡi, 4 ký, 4 ký rưỡi, 5 ký. 5 ký là tặng 5 đũa nè. 2, 4, 5. Đó. Khách này hình như là cũng là khán giả ruột của cả anh cua nữa các bạn. Nên là cái phần quà tặng là lấy luôn 10 hộp bánh phồng tôm. 5. Tí ơi, Tí à, Tí hôm qua bị ai đánh mà sau này đơ thế? Hôm qua là Tí vừa mới bị bạo lực gia đình các bạn. Hôm qua là vì Tí sủa bậy cho nên là Tí đã bị anh Dũng đánh cho. Sau đó thì Tí đơ từ ngày hôm qua tới giờ, kiểu giỏi hay sao? Tí không chơi với anh Dũng nữa đúng không? Tí, anh Dũng đánh Tí hả? Hả? Tí liếc ai hả? Tí giận anh Dũng hay hả? Tí không chơi nữa hả? Gì liếc? Có chơi với anh Dũng nữa không? Qua sủa bậy mà. Oan ức gì đâu. Nằm chấm nhắm mắt kiểu chấp nhận buông xuôi. Gì? Có ai bên đâu? Sao? Ờ, chán chả buồn nói ha. Chỉ đang buồn qua này. Tí buồn qua nay anh Dũng đánh Tí ấy. Không chơi với ai nữa luôn. Sao họ mua cho Tí miếng thịt bò nha. Bạn này là bạn chỉ có thích ăn thịt bò đó các bạn. Sao? Bò ngoảy đuôi nè. Sao? Ừ? Tí ăn sầu riêng không? Ừ? Sao? Như này. Con bị đánh rồi cô chú ơi. Buồn lắm rồi, bất lực lắm rồi. Sao? Hôm nay không làm gì luôn chứ. Thôi kêu anh Dũng xin lỗi Tí nha. Xin lỗi qua nay. Xin lỗi qua nay anh Dũng, xin lỗi qua nay năn nỉ luôn. Nhưng mà vẫn chưa hề với anh Dũng nha các bạn. Thôi cứ tay làm hề nè. Hòa bình nha. Không có động thái gì đâu. Không quan tâm. Đây còn một cái đơn nữa là 1 ký mực dẻo lớn, 2 ký chả cá tươi. Thì phải nói là cảm ơn các bạn rất là nhiều. Thì trong cái thời gian qua thì cái chả cá đỏ củ Lý Sơn là nhận được cái phản hồi rất là tích cực luôn. Đây Diễm sẽ cho các bạn xem luôn cả cái tin nhắn là mọi người ăn cái chả cá, khen cái chả cá ngon mới đây luôn, cái chuyện qua. Đây Zalo thì thấy tên không sao, tại vì Zalo là không không đây này. Đó, mới ngày hôm qua chiều qua luôn. Chị nhận được rồi em, ngon lắm, có gì chị ủng hộ thêm. Đó thì thật sự là cái chả cá này các bạn biết sao? Chả cá đỏ củ là làm 100% là nạo cái thịt của con cá đỏ củ chứ không có ướp bột gì hết. Và cái gia vị á, để tẩm ướp cho cái chả cá này á, các bạn biết là gì không? Thứ nhất á, là cái tỏi tép Lý Sơn thì mọi người sẽ xay cho nó hơi vừa vừa thôi, sau đấy sẽ trộn với thịt này. Và cái đoạn mà nhồi cái chả cá này á, là nhồi bằng tay luôn nha, rất là kỳ công. Đây các bạn coi cái miếng chả cá này, cái này là loại đã chiên qua rồi nha các bạn. Đó thì có mấy hôm nay là cũng nhiều bạn góp ý với Diễm là cái độ tiêu trong cái chả cá này. Thì các bạn biết là khi mà làm chả cá thì phải có tiêu nó mới hơi cay cay nó ngon. Nhưng mà vì mình cũng có rất là nhiều khán giả là em bé, cho nên là Diễm cũng đã ghi nhận cái ý kiến phản hồi của mọi người. Thì Diễm hôm nay là Diễm cũng đã cho giảm cái tiêu xuống một tí rồi các bạn ạ. Đây là khách mua cái chả tươi. Đây chả tươi thì Diễm vẫn khuyến khích mọi người là nếu mà đi đường xa thì đừng có nên lấy chả tươi. Còn đây một miếng chả tươi vậy thì mọi người nhìn sẽ thấy rõ hơn này. Các bạn thấy cái đốm trắng trắng này là các bạn biết gì không? Là tỏi Lý Sơn đấy. Tỏi tép Lý Sơn. Đó. Mình hy vọng là có thể góp phần là
giúp cho các ngư dân mà ở đảo Lý Sơn đi đánh bắt ở đảo ở biển Hoàng Sa Trường Sa để có được cái con cá này về thì mình cũng góp phần tiêu thụ cho bà con ở đó các bạn ạ. Ở đây thì khách mua 2,5 kg. Với lại là 1 kg dẻo lớn. Cái dẻo lớn này thì mỗi một lần mình về nó được có một ít thôi các bạn ạ. Nên là bạn nào mà có thích cái mực dẻo này thì cứ tranh thủ nha. Đây bây giờ Diễm sẽ đưa hàng cho anh Hùng đi. Ai chị mua chả cá hả anh? Đấy, chả cá này về chiên lên là chấm tương ớt các bạn. Hoặc là sốt cà chua. Hoặc là mình có thể nấu lẩu. Đây đây chị thối tiền lẻ cho. Tờ 500 lẻ đúng không? Đây lấy 500 lẻ này để chị đổi cho 500 này. Hai hũ, 200, 250, 300, 400, 500. Thôi chị bao nhiêu đó anh? 440 ngàn là thôi 60 ngàn. Dạ em gửi chị ạ. Em cảm ơn chị nha. Thêm một hũ chấm chéo anh ơi. Bao nhiêu? Dạ 100 ngàn ạ. Dạ em cảm ơn. Không về ăn sầu riêng nha. Đây, anh Hùng bây giờ sẽ đi giao các bạn ạ. Bên mình là cứ có đơn thì ở trong khu vực thành phố Hồ Chí Minh là mình sẽ cho đi liên tục luôn để các bạn có thể nhận hàng trong ngày. Đó, còn bây giờ thì các bạn cùng chuẩn bị với Phan Diễm khui sầu riêng nha. Đây bây giờ tới giờ khui sầu riêng nha các bạn ơi. Ây da. Cái này thì Diễm sẽ khui trái Musakin trước nha. Dạ. Này không biết có dễ khui không á. Đây là lần đầu tiên mà Diễm khui cái sầu riêng này luôn á. Anh cầm giùm chị cái khăn cánh thôi. Đây các bạn thấy nè. Cái gai của nó cảm giác là nó không có nở bung như là cái ri sáo hay là những cái loại khác. Em Diễm thấy nó khá là đặc biệt cái này. Đó mình sẽ cho các bạn so sánh giữa cái sầu thái Dona với lại cái này nha. Để nó có gì khác biệt không. Đây. Cái sầu thái, đây là sầu thái Dona này. Ở dưới phần đít là nhìn thấy khác biệt này. Cái này nó gần bằng các bạn. Đây. Đó những cái trái Musakin thì Diễm thấy là cái phần ở dưới đít thì nó khá là bằng này. Đó đây. Nó không có gai nhọn nha. Đó, còn ví dụ như những cái loại kia thì thường là dưới tới này luôn nó vẫn còn gai này, chỉ này luôn này. Cái này thì cái chỗ Diễm mua thì Diễm thấy là hình như là sầu này được lấy từ Bình Phước các bạn chứ không phải là sầu miền Tây đâu. Ôi, khá là dễ khui này các bạn này. Đấy, Diễm vừa mới nại hơi là nó ra này. Nhưng mà cái Musakin này thì Diễm thấy nó khá là lạ các bạn. Các bạn coi cái muối nó này, nó khá là dài này. Đó, mà nghe bảo là hạt lép hay sao nha. Rất là ráo luôn này. Ui chà. Thơm quá ha. Phải nói là cái mùi cực kỳ thơm luôn ấy. Để Diễm test thử luôn cái muối này nha. Mời cả nhà nha. Ôi. Ngậy này, béo này, ngọt này. Nhưng mà cái quan trọng là hạt, Diễm cảm giác là nó rất là lép luôn. Đây nè. Trời ơi. Các bạn coi cái hạt này. Ừ.
xứng đáng đồng tiền bát gạo luôn. Ngon quá. Rồi bây giờ tách đi nha. Ui cha. Trời ơi các bạn coi cái muối này, màu vàng ươm và rất là đẹp luôn nha. Cái mua sẵn kim này thì Diễm sẽ để riêng cái màu trắng này để mà hồi mình dễ mình phân biệt ra nha. Đấy. À, Diễm gửi về quê hay là mình mang về cho mẹ chồng mình thì mình vẫn sẽ tách hết luôn, sau đó mình bỏ vô hộp để mọi người dễ ăn. Trời ơi. Đẹp chưa các bạn? Phải nói là cái màu sầu này rất là nhìn rất là hấp dẫn luôn á. Mà cái quan trọng là họ lựa cho mình là kiểu vừa mới chín tới đó các bạn. Cho nên là cái muối các bạn thấy còn rất là ráo nè. Cái này nếu mà chín kỹ quá thì nó sẽ ngọt rất là sắc. Đây này, các bạn thấy bên trong này cái Musakin này thì Diễm thấy là cái hạt rất là lép luôn. Ui cha. Đây. 10 điểm nha các bạn ơi. Nhìn rất là ngon luôn nha. Đây, mình cắt cái chỗ này nè. Đấy. Mời cả nhà nha. Ôi trời ơi. Thiệt cố ngoài mong muốn. Đây, muối này là tuyệt vời luôn nha các bạn. Đó, vừa vàng nè, rồi nhỏ nhỏ vậy thôi nhưng mà sẽ rất là ngon. Này các bạn thấy nè, Diễm thấy ăn sầu riêng như Diễm để ý nha, mà những cái muối mà nó có cái lớp màng màng thế này nè, đó là rất là ngon nha. Đó, giờ để đây nha, mình sẽ khui tiếp một trái Musakin nữa, mình khui theo thứ tự từng loại. Đây, cái này hôm nay là khá là thích tại vì cảm giác là dễ khui, không có bị khó khui các bạn. Cái vỏ nó kiểu là cũng mỏng vừa phải ấy. Đấy, Diễm chỉ cần nạy ra một phát là nó ra. Đây các bạn coi này, mình chỉ cần khui nhẹ vậy thôi. Nếu mà tầm cái độ chín thì nó sẽ dễ khui lắm. Đấy. Ui. Tèn tèn. Trời ơi, vừa mới đụng vô miếng cơm này. Ôi ôi, Diễm nghĩ là ai mà là tín đồ của sầu riêng thì nhìn cái muối này chắc là chảy nước miếng luôn á. Đó. Đây nữa nè. Cái này thì đặc trưng của nó là nó không có quá to, nó nhỏ nhỏ thôi các bạn. Đấy. Đó. Ôi. Cái này cái chỗ mà cái cùi của nó ngay chỗ này nó cũng khá là dính á, dính chặt á. Đây có cái muối này là bự nhất nên nó dài này. Ngon chưa cả nhà ơi? 10 điểm. Này, bên này cái muối này Diễm thấy là nãy giờ học nào nó cũng có hết. Không có bị lép á. Này. Mình sẽ kiểm tra, chỉ cần do chỗ này Diễm mua là người ta cũng bao ăn đó các bạn. Nên là ví dụ như có sượng hay là có này kia thì họ sẽ đổi trả cho mình. Đấy, các bạn thấy là cái kinh nghiệm này thì đi bán sầu riêng là được chưa? Tách cũng ok lắm á.
Cái này mới ngon này. Đấy. Ôi chà. Sầu riêng này nha, Diễm có kinh nghiệm á, là mình thích đó các bạn, sau khi mà mình tắt xong nha, các bạn khoan ăn liền, các bạn cho vào cái tủ mát á, mình để cho cái muối sầu riêng nó lạnh lạnh á, trời ơi ăn đã lắm. Còn ví dụ như mà ai mà thích ăn kiểu dạng kem sầu riêng á, thì các bạn quấn cái muối sầu riêng này lại, xong mình cho vào tủ đông á, là ăn y như kem luôn. Kem sầu riêng nguyên chất. Nhưng phải nói là Diễm sẽ, cái về hương vị là tùy theo cảm nhận mọi người nha. Nhưng mà mình chấm cái loại sầu riêng này là vì khá là dễ tách, chỉ cần nại là nó lên. Trời ơi, ngon quá. Cái này nó hơi dập dập để Diễm thử luôn nha, mời cả nhà nha. Trời ơi. Đây các bạn coi cái lép này, cái hạt này. Nên là cái này à, vậy nó là tuyệt vời. Không bị sượng nha các bạn. Nó dính cái cùi này, nó hơi dày nè. Đấy. Nhìn ngon quá. Ôi, cái này lép này, không có muối luôn nè. Ây da, phải lấy thế mới được. Một em. Trời ơi, cho các bạn xem cái muối này là hết hồn luôn nè. Hơi lõi tí nhưng mà muối này siêu dài luôn nè. Đó. Ngon chưa à? Cái giống này là các bạn nhìn nè, cái chỗ này nãy giờ Diễm lấy nó hơi khó, là vì cái cùi ở chỗ này nó rất là dày mà nó bám sâu vô luôn ấy. Chưa hết đâu nha, vẫn còn nửa trái moussakin nữa này. Ui chà. Các bạn thấy có hấp dẫn không đây? Muối đều luôn này. Này. Mời cả nhà nha. Cái này là tuyệt vời luôn này. Ừ.
hết, hết muscakin. Bây giờ sẽ test luôn một trái sầu Thái nha các bạn. Không biết cái đường nó đâu luôn các bạn. Ây da, này phải có cái dao không? Đây, chia sẻ với các bạn là thành tích bổ sầu riêng này. Qua cái sầu Thái này một phát là nó rất là dày và khó bổ, không có kinh nghiệm các bạn. Đấy, ăn được miếng sầu riêng mà thấy gian nan phết. Đây, cho các bạn xem muối sầu Thái Đô Na nha. Wow, u là trời ơi, tuyệt vời chưa các bạn. Lao cái tay này Diệm lấy rồi nha. Trời ơi các bạn ơi, anh Dũng ơi, nhìn như chú heo à. Trời ơi, nhưng mà rất là ngon. Diệm cực kỳ thích cái sầu Thái Đô Na này luôn. Mình đã năm rồi là Diệm đã có đi dịp được ăn rồi. Anh ơi, anh cầm giúp chị bịch khăn giấy ướt với anh. Trời ơi, đã quá các bạn ơi. Đây nữa nè. Đây các bạn coi cái muối này là muối to nè. Để bên này giùm chị. Đây. Trời ơi, cưng quá. Đặt đây nha. Này Diệm lao cái tay cái. Sầu Thái này nhìn cưng quá. Bây giờ mình sẽ tách thử cái bên này ra. Ui chà. Đây, cái vỏ nó khá là mỏng ấy, nhưng mà mình do là mình không có cái kinh nghiệm thôi các bạn. Chứ Diệm thấy cái vỏ nó khá là mỏng, không biết trong này còn muối không ta. Còn muối bé tí à. Đây có cái muối nhỏ này mình thử luôn nha. Mời cả nhà nha. Trời ơi. Nếu hỏi Diễm là thích cái loại nào hơn nha, Diễm sẽ thích cái sầu Thái Đô Na hơn. Thứ nhất là vị nó ngọt thanh nè. Thứ hai là khi mà mình cắn vào cái lớp vỏ này nè thì nó có một cái độ giòn sực nhẹ một tí. Bên trong thì rất là béo và thơm. Nhìn vậy thôi nhưng không hề bị sượng luôn. Ngon quá. Thơm. Quá đã. Cái này mình nghĩ là hai bà mẹ mình là sẽ rất là mê cái này luôn. Đây, Diệm tạm thời để cái muối của mình ở đây đã. Còn đây. Cái loại này cái vỏ nó kiểu hơi dẻo dẻo các bạn. Đây. Các bạn có thèm sầu riêng này không? Đấy, xong một trái. Bây giờ mình sẽ bổ thêm một trái này nữa nha. Theo các bạn thì hết những cái trái sầu riêng này là nó có ngon hết không? Biết bổ sao luôn. Cứ cắt về thử nha. Cái vỏ nó khá là mỏng nên là mình thấy cắt cũng khá là dễ. Nãy thấy nó gần ra. Thiệt luôn á, ăn có muối sầu riêng mà thấy. Để các bạn thấy là cái vỏ nó mỏng như vậy là mình không có biết cái thế đi bổ ra ấy. Đấy.
mình cắt kiểu nó không có ngay muối á. Ai cha. Các bạn thấy là do Diệp á cắt nó không ngay muối á. Đây, đã chưa? Các bạn nhìn vậy thôi nha, mình tưởng nó hề bị sượng cái này kia nhưng không hề sượng nha. Các bạn nghe cái tiếng vậy không? Đấy. Rất là ráo luôn. Bên này nữa này. Để đây nha. Ngon lắm các bạn ạ. Đây, đây còn một muối nữa nè. Quá ngon luôn. Tách hai trái xong mà thiệt muốn xỉu luôn các bạn. Nhưng mà bây giờ để đỡ mất thời gian thì Diễm sẽ tách ra hết. Xong rồi sẽ để cho các bạn xem là tổng cộng mà 5 trái Dona, 4 trái Musakin thì sẽ nhiều như thế nào nha. Các bạn chờ tí nha. Chứ mà nếu mà để Diễm tách thêm 3 trái này thì Diễm nghĩ là nó phải rơi vào 1 tiếng đồng hồ nữa đó các bạn ạ. À, định chia sẻ với các bạn là bốc hết sầu riêng ra thì số lượng như thế nào, nhưng mà phải nói với các bạn là đau tay quá, còn hai trái là chưa tách xong các bạn ơi. Thì Diễm đã đóng một hộp để mang về cho mẹ chồng rồi này, còn cái thùng này thì bây giờ Diễm sẽ gửi xe để về quê cho mẹ với lại cha mình ở quê đó. Cái này ok nè anh Bốn ơi, cái này giờ gửi thì rơi vào tầm khoảng cỡ 4 giờ là mẹ Diễm có thể ăn sầu riêng rồi. Còn ngày hôm nay thì cũng chia sẻ với các bạn một tí để mọi người cùng với Diễm là khám phá sầu riêng Dona, sầu riêng Thái này với lại Musakin thì cái chất lượng nó như thế nào. Thì nếu mà có dịp thì các bạn thử trải nghiệm xem là cảm nhận của các bạn thì sầu nào là các bạn cảm thấy ngon và hợp khẩu vị nhất nha. Còn ở đây thì cửa hàng của Diễm tất cả các mặt hàng lúc nào cũng đầy đủ hết. Nếu mà các bạn có nhu cầu mua hàng ủng hộ fan Diễm thì các bạn cứ gọi đúng vào số điện thoại của Diễm là 0981128578. Còn không thì các bạn xem video của tất cả các anh em mình để giải trí mỗi ngày nha. Đó, đây, bàn giao cho anh Bốn nha. Còn bây giờ thì Diễm cũng xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo nha.